Ở chung kết sẽ hướng ngôi cho cả hai bên, cho Son Phô, bên kia là Persia, bên nào cũng có cái lợi thế của nhau cả. Nhưng xét về mặt quân, những thời điểm ban đầu thì bên đội bạn là người dễ đánh hơn, khi bên đội bạn có Per và Gia là hai hàng chuyển nét đời. Và nói về chiến thuật, bên đội bạn có rất có thể là Per chém với cung A, rồi thế chủ lực đánh cung A. Còn bên mình, Phô là tương lai của chúng ta là sẽ có cung. Còn Phô những thời điểm đầu có thể là đánh chém kết hợp bài châu phù từ cho Son. À, muốn làm gì thì làm, chúng ta phải giết được chủ lực bên đội bạn. Đấy là phương án cuối cùng. Phải bắt bài nhau rồi đã. Yamato người ta có rơi một cái thế là đánh thẳng cung A không, hay là người ta sẽ là chém sau đó chuyển cung A sau. Và thường những quân như thế này thì bên đội bạn rất sợ cho Son bên mình, và cái tỷ lệ đánh thẳng cung A là khá cao. Và bên mình là chính xác là có thế một cung một chém đấy, cung đến từ Folesia thời điểm bắt đầu một tí, còn chém thì rơi vào tay của Hoàng Mã Nhi. Ở S đầu của Hoàng Nhi đặt là rất sớm. Đôi voi và hiêu đầu của Hoàng Mã Nhi là 5 con. 6 giờ mà có vị trí bãi quả thì tuyệt vời. Có hay không? Tỷ lệ có là rất thấp. Còn vẫn còn chút đốm đen ở vị trí 6 giờ, nhưng mà nó là rất thấp để hiện ra được vị trí bãi quả. Và có đôi voi. Bốn voi và năm cây đời, đó là những tài nguyên chúng ta đủ để có thể kích được đời. Thời điểm trước thì không biết là Hoàng Mai Nhi có dò ra cái đồ gì không, hiện tại thì giống như Hoàng Mai Nhi không đi dò nữa. Và rất có thể đây là một bài là Hoàng Mai Nhi có thêm cái đồ gì đấy. Còn nếu như không có thì Hoàng Mai Nhi bắt buộc phải ra ruộng. Quan trọng là Hoàng Mai Nhi đang có một thế trận là lên được đời sớm. Và lên được đời sớm ra châu kê thôi cũng là một ý tưởng rất hay. Croatia hiêu đầu hiêu phụ của một đôi voi, thêm một bãi hiêu nữa dành cho Marco Tí. Tài nguyên chúng ta cũng đã đủ để thi đấu trong trận đấu chung kết rồi. Có bãi hiêu kia chúng ta đi ăn là hơi xa thôi. Trở lại máy của Hoàng Mai Nhi, đây là hai con hiêu chúng ta bắt buộc phải chắc chiêu. Bằng BL và BM. Persian của Van Lớp đang có dấu hiệu lên đời mắc binh. Đầu 9, chắc chắn nó đầu 9 đến từ Van Lớp rồi. Hoàng Mai Nhi một bài cũng là 10 tròn. Không biết là có đi móng cây gỗ 75 kia không. Khả năng chưa đi không đây, mà khả năng thì nếu dịch giật khéo thì chưa chắc nó phải đi. Vâng, đã có giò với đội bạn chạy vào rất sớm, nhưng chúng ta vừa khít những cái vị trí mà say e bảo kê vị trí bãi vàng. Vâng, ôm dần ra đập, cố gắng đập chùa đấy vài phát để lấy ưu thế cho đội giò mình dễ thủ hơn. Tí sẽ phải đối đầu với ai đây? Chưa biết là màu 8 ở cánh nào, mà dường như là nhà màu 8 có cái chấm gì cũng có phải xe giò hay là nhà bốn đội bạn ở vị trí nó rơi độ tầm 2 giờ không? Có xe giò màu 6, vậy là màu 6 nó cùng cánh với game thủ tí.
Màu 6 là cái đủ xi măng đây. Chưa bắt bài được là xi măng đánh cái gì. Nhắm mắt vào mà xây ôm về. Giờ mà có thêm 100 gỗ nữa chúng ta ôm thêm nhà P thứ hai cũng là khá tươi. Còn tôi là đà đầu của ván lớp đi là khá hiệu quả, khá nhiều dân của Hoàng Mai Nhi. Thì bây giờ Hoàng Mai Nhi sẽ là một giò một chém và bây giờ họ sẽ tạt sang là tí nhá, họ chuẩn bị tạt đấy và chuẩn bị sửa e sẵn đi. Một giò một chém cho rơi và thay đổi mạnh lại sang nhà của người từ ván lớp và trâu luôn 2p. Tờn dí e thành công. Ván lớp đang đầu tư khá nhiều e và bây giờ thì dân chúng ta chưa bánh xe đâu, có bánh xe rồi. Rất nhiều cái bóng e của ván lớp. Nhưng hiện tại thì tí vẫn đang thủ tốt. Còn Hoàng Mai Nhi thì ăn được tươi nguyên bãi quả. Còn Hù thì con lạc đà này thì thêm một đơn vị nữa. Nào, về đang chủ động đen luôn lạc đà. Bây giờ thì tí cũng đã có tân cùng giờ đầu và khả năng xi măng đánh thẳng Nga là cao. Bây giờ thì Hoàng Mai Nhi đang có cái lợi thế hơn so với vị trí nhà Pơ. Hoàng Pơ những thời điểm đầu là đi bán máu không thành công, đang chết đi thôi. Úm đôi lúc cần hên, chúng ta hên thì cũng có lạc đà kia. Bây giờ thì bãi vàng của Pơ đang gặp rất nhiều vấn đề. Chúng ta lấy ông, lấy gậy ông đập lưng ông, dùng lạc đà của họ để băm dân của họ. Hù hơi đen, tâm rồi hù hơi đen. Còn cung là của xi măng đã có rồi, hai áo đã lên. Thế này thì Hoàng Mai Nhi cũng càng trong thủ ra càng tốt, thậm chí hù luôn tôi bớt cung à cũng là một điều tốt dành cho thủ lĩnh Nguyên Bình. Và cố gắng sóc dân ra ruộng dần em ơi, và chúng ta phải cố gắng là ra cả ruộng nữa cơ. Tương lai chúng ta cũng sẽ là trâu về và chuyển sang sóc đều 2-3 lần là điều có thể. Có những tên cung à đến từ lớp. Chủ động đen luôn là cả đến từ ba lớp. Hoàng lớp vẫn còn đang tiềm ẩn với mình một số lượng là tương đối. Hoàng tính cũng giờ cơ động và bây giờ sẽ la liếm ngọt được hai con cung A và tiếp tục thêm ba con cung A. Còn nếu bên để bên đội bạn tụ cung lại một chỗ thì cung giờ của chúng ta có lẽ là không đông hơn. Nhưng tính cơ động cung giờ sẽ đi tìm những cái vị trí cung A nhỏ lẻ chúng ta bắn rỉa dần. Và xi măng sẽ phải vất vả với cả thêm một tí trận đấu này. Ông Hoàng Mai Nhi đang bị cung A họ công vào vị trí nhà P. Hoàng Mai Nhi rất trâu hù. Cái tới nấy mà Hoàng Mai Nhi mà phù đỏ này, phù con nào ăn nguyên con ý thôi thì Hoàng Mai Nhi sẽ có một kích cung A luôn này. Phù con nào ăn nguyên con ý, phù con nào ăn nguyên con ý. Phù được xong rồi giật ra, giật cung A ra tụ lại. Hoàng Mai Nhi chắc chắn sẽ đỡ được nhà. Chắc chắn sẽ đỡ được nhà. Và bây giờ thì phù kẹp với cả cung A. Và lớp sẽ thực sự gặp nhiều khó khăn hơn và thêm một cháu lạc đà nữa. Được không? Vẫn chưa được. Không được thì sớm muộn cũng sẽ về với bản hết thôi. Ở những tân cũng giờ đi cơ động. Ở bên đội bạn là văn lớp còn nó còn kích lạc đà thậm chục con nữa. Và Hoàng Mai Nhi phải là sẽ làm nhiệm vụ đi săn ngà voi. Săn lạc đà. Yến quân họ thành công.
Không lên hơi yếu tạc đà hỏng đi rồi. Khó thở và trận chung kết chúng ta lại là người giành chiến thắng. Ở trận đấu này cũng rất may là Giao Tô bên họ đánh thế là cung A. Trận đấu này nếu mà chuẩn ra vâng Giao Tô bên họ đánh thế châu chém được. Nếu mà họ đánh thế châu chém thì Van Lớp sẽ làm nhiệm vụ đi cho Hoàng Minh Nhi và đi luôn cả bãi vàng Hoàng Minh Nhi. Thì đấy sẽ là một thế trận ưu dành cho bên Hà Nội. À, rất may trận đấu này thì Yamato chỉ mang tính chất là đánh cung A thôi, chứ họ mà đánh chém đi công ca là gần như là bài của tí gần như là đứt xích luôn. Bách không thể cân đôi được. Nếu mà trận đấu này mà Van Lớp mà chủ động mà không tạt sang bên kia đi với chiếc bãi vàng thì là Hoàng Mai Nhi sẽ yếu đấy. Họ đi vàng bãi vàng Hoàng Mai Nhi, Hoàng Mai Nhi sẽ siêu yếu ngay. À, nếu mà